Những ngày này, huyện Tam Nông đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm phổ biến chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tới toàn thể nhân dân, đồng thời kêu gọi người dân nghiêm túc tuân thủ các quy định trong chỉ thị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Một buổi phát sóng chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tam Nông với thời lượng 30 phút, chương trình tập trung tuyên truyền về chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân phải thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Tất cả các nội dung đều được các đài truyền thanh xã tiếp sóng đều đặn trong ngày. Từ khi nhận được cái chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thì đài chúng tôi cũng đã nâng cái tần suất tiếp âm ngày 6 buổi. Ngoài ra còn thông báo nhắc nhở thường xuyên những cái hộ kinh doanh không chấp hành tốt việc tụ tập đông người hoặc là không đeo khẩu trang, chúng tôi đã nhắc nhở, cho nên ý thức người dân hiện nay đã chấp hành rất tốt về việc chống dịch COVID-19 và cái hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ. Trước tiên là tự mình là đeo khẩu trang này, vệ sinh tay chân này, thân thể này, rồi là mọi người đến mua hàng thì nhắc nhở người ta là phải cách xa 2 mét, tránh va chạm vào tay hoặc vào người để tránh bị bệnh tật này lây lan ra xã hội. Bên cạnh đó, huyện Tam Nông còn đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe lưu động tại các chợ, nhà văn hóa, các khu đông dân cư trên địa bàn toàn huyện, đồng thời nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, mua bán hàng. Trong thời gian này, Đài Truyền thanh Tam Nông đã tăng cường xây dựng các chuyên mục về công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời tăng cường thời lượng phát sóng từ 2 lần trên ngày lên 6 lần trên ngày và chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã thị trấn tiếp sóng đầy đủ các chương trình phát sóng của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Tam Nông. Hoạt động tuyên truyền lưu động cũng như cổ động trực quan ở các địa phương sẽ góp thêm một kênh thông tin chính thống để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho mọi người.